Trường hợp số 31 có mã số BN987025. Thông tin chung: họ và tên VTS, năm sinh 1984, địa chỉ thường trú bản Tần Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Nơi cách ly tập trung: khu cách ly số 3, trường quân sự tỉnh. Yếu tố dịch tễ: công dân làm lao động tự do, 14 ngày gần đây không đi đâu ra khỏi tỉnh. Khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021 có tiếp xúc với công dân LVM, hiện nay được xác định là bệnh nhân 954.721. Sau đó thường xuyên đi làm nương thảo quả cùng chồng là CTN và con gái là VTMT, sinh năm 2006, không tiếp xúc với ai. Khoảng ngày 2, ngày 3 tháng 11, công dân nhớ không rõ, công dân có biểu hiện hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau họng, đã tự đi mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2021, công dân LVM, hiện nay được xác định là bệnh nhân 954.721, đến nhà chơi, có tiếp xúc gần với 6 người khác và không đeo khẩu trang. Gồm CAC là chồng, CAP là trưởng bản, CTN là con trai, CAD, HVT cùng bản và cháu CTQC, 9 tháng tuổi, bản Suối Thầu. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, sang nhà hàng xóm chơi, nói chuyện và tiếp xúc gần với 3 người là LTN, sinh năm 1999, CTT, sinh năm 1988 và cháu LTH, sinh năm 2012, chơi ở gần đó. Chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021 có tiếp xúc gần với 2 người cùng bản là LMN, sinh năm 1941 và LTD, sinh năm 1947. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, chị ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài 3 người trong gia đình. Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2021, đưa con ra trạm y tế khám bệnh, có tiếp xúc với bác sĩ VVC, có đeo khẩu trang, khoảng cách trên 2 mét. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, phát hiện là F1 của bệnh nhân 954.721 LVM và được chuyển đi tỉnh cách ly tập trung tại khu cách ly số 3 trường quân sự tỉnh. Ngày 9 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện phổi điều trị ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, ho khan, đau rát họng, không khó thở, không sốt. Trường hợp số 32 có mã số BN987028. Thông tin chung: họ và tên CTN, năm sinh 2003, địa chỉ thường trú bản Tần Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Nơi cách ly tập trung: khu cách ly trường quân sự tỉnh. Yếu tố dịch tễ: công dân làm lao động tự do là con của bệnh nhân VTS, có tiếp xúc với bệnh nhân 954.721. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021, đi làm nương thảo quả cùng bố mẹ và em là VTMT, địa chỉ thường trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Ngoài ra, không tiếp xúc với ai. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2021, tiếp xúc với công dân LVM, hiện là F0, bệnh nhân 954.721, tại nhà, khoảng cách dưới 2 mét, không đeo khẩu trang. Cùng với 5 người khác là CAC, bố, CAP, trưởng bản, VTS, mẹ, CAD, HVT, cùng bản. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, công dân có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đau họng, sốt, ăn không ngon miệng, đã uống thuốc, tự uống thuốc để sẵn trong nhà, nhưng không đỡ. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, công dân được xác định là F1 của bệnh nhân 954.721 LVM và được chuyển bằng xe y tế cùng với mẹ đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly số 3 trường quân sự tỉnh. Tại bản, công dân đã được làm xét nghiệm 3 lần, ngày 4 tháng 11, ngày 5 tháng 11 và ngày 7 tháng 11, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 9 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện phổi điều trị ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, ho khan, đau rát họng, không khó thở, không sốt.